sao Hoa ngữ bị cư dân mạng chê rốt vì thích thể hiện. Thứ nhất, Angela Baby. Angela Baby đã trở thành mục tiêu công kích của cư dân mạng vì thiếu hiểu biết về mèo. Mọi việc bắt đầu khi Angela Baby lên tiếng chia sẻ việc cô không đồng tình làm tiểu phẫu cho ba chú mèo cụp tai nhà mình. Tuy nhiên, nhiều người lại chỉ trích Angela Baby vì các tổ chức yêu mèo kêu gọi không nhân giống mèo cụp tai. Nhiều người chỉ rõ, những loài mèo này vốn mắc bệnh xương bẩm sinh dẫn đến bệnh về đường hô hấp, gây đau đớn cho chúng khi về già. Nhiều quốc gia còn cấm không được nhân giống loài mèo này nữa cơ. Nhiều người còn mỉa mai người đẹp này là không có não. Trước đó, Angela Baby cũng dính rắc rối tương tự. Khi ra sân bay để quay về Hồng Kông thì chuyến bay của cô vì gặp trục trặc nên phải hoãn lại. Sau 5 tiếng chờ đợi mỏi mòn, cô nàng không nhịn được đã lên trang cá nhân để than thở và tuyên bố muốn phá nổ máy bay. Không chỉ nhận được sự chỉ trích vì thái độ quá khích và bài viết thiếu kiến thức luật pháp, Angela Baby còn bị một luật sư tuyên bố hành vi của cô đã vi phạm luật, có khả năng bị truy tố trách nhiệm hình sự. Cô nàng sau đó đã vội vàng xóa ngay tuyên bố muốn làm nổ máy bay và đăng thêm bài viết khuyên mọi người nên thông cảm với nhân viên hàng không. Thứ hai là Dương Mịch. Năm 2012, Dương Mịch được mời tham gia Liên Hoan Phim Can để quảng bá cho phim Họa Bì Hai. Tuy nhiên, niềm hào hứng của nàng Tình Xuyên lại bị dội nước lạnh từ cư dân mạng, lật tẩy việc dốt tiếng Anh. Mọi việc bắt đầu khi Dương Mịch ở Pháp và chia sẻ cảm xúc vinh dự được tham dự một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới. Không hiểu vì lý do gì mà người đẹp này đã viết Can thành Gan, còn ông xã lúc đó là bạn trai Lưu Khải Uy của cô nàng thì lại viết Everything thành Everything, tức là thêm chữ S đằng sau chữ Everything. Nhiều cư dân mạng đã mỉa mai là cả hai dốt theo cặp. Thứ ba, Thái Y Lâm. Là nữ ca sĩ nổi tiếng nhưng Thái Y Lâm lại thường bị chế giễu vì khả năng ngôn từ có hạn và thiếu kiến thức căn bản trầm trọng. Cô nàng không chỉ nói sai câu thành ngữ, dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà mà còn nhầm lẫn tai hại khi được hỏi về văn học. Khi người dẫn chương trình hỏi Tam Quốc diễn nghĩa là chỉ ba nước nào, Thái Y Lâm đã trả lời Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi. Đáp án này đã khiến cô trở thành mục tiêu công kích của cư dân mạng. Nhiều người còn khuyên cô nên quay lại ghế nhà trường học lại căn bản trước khi tiếp tục làm nghệ sĩ. Thứ tư, Dương Thừa Lâm. Giáo chủ khả ái Dương Thừa Lâm cũng một thời bị điêu đứng và gặp rất nhiều khó khăn trong công việc chỉ vì thiếu kiến thức lịch sử và không biết cách ăn nói. Thời kỳ đầu sự nghiệp, Dương Thừa Lâm đã tham gia một tiết mục của Ngô Tông Hiến. Khi người dẫn chương trình hỏi Dương Thừa Lâm về thời gian diễn ra cuộc kháng chiến chống Nhật của Trung Quốc, Dương Thừa Lâm đã phải chịu thua vì không biết đáp án. Tuy nhiên, sau khi biết thời gian cuộc chiến kéo dài từ năm 1937 đến 1945, cô nàng đã buột miệng thốt lên, chỉ có 8 năm thôi à. Ngay lập tức, rất nhiều khán giả có mặt tại trường quay đều thốt lên đầy kinh ngạc và bất mãn với cô nàng. Từ thời gian đó, Dương Thừa Lâm đã phải đối mặt với rất nhiều lời chỉ trích và tẩy chay của khán giả truyền hình và cư dân mạng. Thậm chí cô nàng cũng bị các đài truyền hình của Trung Quốc áp dụng luật cấm vận suốt một thời gian dài. Thứ năm, Trương Kiệt. Vài năm trước, nam ca sĩ Trương Kiệt cũng gây trò cười cho cư dân mạng khi đăng một bài viết thiếu kiến thức khoa học thưởng thức trầm trọng. Trong bài viết của mình, anh chàng đã tuyên bố mình đang nghe nhạc trên máy điện thoại khi đang chụp cộng hưởng từ tại bệnh viện. Tuy nhiên, sau đó nhiều cư dân mạng đã vạch trần lỗi sai của anh vì chụp cộng hưởng từ cấm bệnh nhân cầm theo và sử dụng những vật kim loại, MP3 và điện thoại để tránh nguy hiểm. Sau đó, cư dân mạng cũng chỉ trích anh chàng vì phát hiện trang cá nhân của anh có đăng thêm nhãn hiệu của hai dòng điện thoại. Nhiều người mỉa mai, nếu thiếu kiến thức như vậy thì anh có thể nhờ nhà sản xuất viết sẵn đi, lấy tiền thù lao cũng phải có học thức chứ.